Đổi lên luôn á quên. Cái này nó đóng ký rồi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục ngày hôm nay thì mấy anh trai mình đã kéo lên đà cái chiếc ga này để mà sửa nghề lập ship. Bề ngang là 5,5 m, chiều dài 19 m. Thì bây giờ là mấy anh mình đang tháo cái phần bon hồng với lại phần ngoài cabin. Đó, thì mình cùng nhau mình xem cái cách mình làm cái vỏ nghề cầu sim sang nghề lập ship ha. Đó, bây giờ thì mấy chú mình sẽ dẹp cái phần nắp hầm, cắt phá hầm rập. Dạ. Ở cái kia. Ở này có để hầm lại rửa cắt hết luôn. Vậy là tóc. Rồi, vậy là tháo ra hết. Tháo bỏ hầm hết, làm giống như ghe của anh nhóc. Dạ. Rồi cái pin mở rộng ra luôn. Rồi dưới mấy anh còn cắt keo tháo cái bụng đít ở dưới nữa, gắn máy lại luôn, làm từ trong ra ngoài luôn, chỉ có phần còn phần vỏ thôi, tháo phần trên bon rồi gắn máy vào lại. Ngoài sau thì chú Sáu mình tháo thùng cabin. Thùng rồi tháo bỏ ra luôn hả chú Sáu? Tháo hạ xuống luôn, làm cái cabin hộp. Cabin nông ra luôn. Nông luôn. Nông ra bề ngang, nó hở bề ngang, mình nối cái kèo ngang hết thôi. Nối kèo ngang. Coi cái bề ngang hết. Dạ. Dạ. Nối bề ngang xong y chang như ghe mẫu mê vậy ha. Thêm thêm cái miếng bia chính giữa. Dạ. Rất là loại nối ra nối cái nới cabin ngang bị ngang ra. Tháo luôn nới hai con này ra. Dạ. À, giờ mỗi người một bên. Mỗi người công việc tháo mà ha. Bữa nay là năm chú thợ bạn ha. Đây là chú Sáu, anh Di, anh Trung, ở trên là chú Sáu Lộc. Với anh Bủ, thợ cả. Chạy xuống luôn. Ở trên này mấy chú mình đã đục keo ra, cắt keo và đục keo ra. Trùm keo quá trời, trùm keo hết. Dễ đục quá sao rồi. Nứt đình rồi. Chẻ phá miệng hầm bỏ. Thank you.
này là mình cắt bỏ hay sao? Cắt bỏ đó. Cắt bỏ đồng tán. À, cắt bỏ đồng tán. Dạ. Yeah. Ừ, dạ. Nó tán mình chẻ đường này phải chẻ bốn đường. Này là con tán nè. Gì bù lon. Đây là quá hơi chưa? Dạ. Dạ quá. Bà con với anh Công á. Hai Công với hả? Không, anh Công hỏng mình mới bán ra. Không lắm. Dạ đặt mà nó nói là sứ thanh long hả? Đúng rồi, sứ thanh long á. Anh nghĩ gì đâu cả đó. Dạ. Ừ. Biết sao chưa công thanh long không? Anh hứa, anh nói được mà em cho bao thanh long rồi tới xong ghe luôn. Đâu thấy cái nào đâu. Đặt đó. Dạ. Thôi nhẹ nhẹ thôi mà mình sẽ mở cái tháo bục bít ra luôn, lấy ống tiếp ra để mà gắn máy lại. Cái bọc lát này chắc hồi đó gắn bao nhiêu dịch bự, bây giờ gắn lại dịch nhỏ xíu chạy, gắn chấm quá, gắn ngang lại. Kè quốc đại xả sữa luôn anh Tường. Xả được quốc đại được sợ đó. Kèo làm la ký không? Tại chỉ sắc quá. Hay quá Trung ơi. Trời ơi, nghe không còn Trung bỏ luôn hai thóc. Ê, kiểu này chiều có tiêu quá được. Có không? Thì có à. Thêm đồ chơi lên, tăng cường thêm đồ chơi.
Mày cho qua đây qua. Tự nhận lên. Rồi, hết vậy. Rồi xuống dưới rồi, xuống dưới. Qua trận miếng này nó bự nó dài. Yếu dùng thế. Cắm thôi em, hết rồi, thôi em. Anh là quả, anh mạnh quá. Em cứ dậy quả. Mấy ta đang làm mà em đi rồi, em hốt kỳ quá.
Đội lên luôn hả anh Trung? Cái này đó đóng ký rồi chứ đâu bắt luôn ha. Đội lên muốn đóng xài lại. Dạ. Mai về mà điện. Này sao bèn ngắn lên nhấc lên. Có một trét ở trong luôn sao? Dạ, giờ cạo mấy cái đường, mấy đường chay cũ à, hồi đó có trét ở trong, mấy đường chay cũ ra hết. Chà, cái đường này bự quá ơi. Đường này muốn xả mà dữ à. Dạ. Ngoài sau hầm máy đóng rồi, sau cái phần máy này phần máy chúng mình đã tháo bóc cái đà máy ra rồi. Ủa bê tông rồi đó, đổ bê tông nó kỹ quá. Chưa. Cắt cái dàn dừng này đang cởi để trong này. Dạ. Chuông lên đại luôn. Trời ơi, nguyên ổ chuột luôn. Nhầm lá. Mở đây mình mới mở mấy cái đĩa bụng đít được. Dính đĩa bụng đít. Chích ra chứ mày. Chích ra chứ. Ngay đây vừa rồi. Ok.
hay lão biết thôi, lại trước á, không ăn lại trước nữa, trước ăn lại đây nữa, trước nó đầy nhóc rồi, nó đi chạy toàn toàn luôn á, không chưa nghe chảy gì, dễ bị nghẹt rác, nó nghẹt rác như là nó trước bớt con thôi rồi. Chưa chưa lắm rồi đi. Chưa giờ phải thấy phần mới được. Chưa ngay đây nè. Thực ra 4 phần phần dễ quá rồi ha. 4 phần phần nhanh. 2 phần cái gì? 5 phần chứ bộ. Phần ăn quá.